Rồi, hello anh em, ở đây là ở dưới Ninh Thuận lên nha. Lúc đầu kêu gửi xe, kêu thôi vô đây rồi chơi với anh em rồi cho vui. Rồi vô rồi tối qua rồi có đi đâu không? Hay là ở nhà không? Tối anh ăn hủ tiếu về với nhau. Đi mình hả? Dạ. Đi ăn hủ tiếu xong về ngủ, lên lầu ngủ. Không ngủ chung mình nha, ngủ riêng. Rồi sáng rồi anh em mình chở đi cái giấy rồi đi lát nữa phượt về Ninh Thuận hả? Ghê rồi. Lát phượt ở Ninh Thuận luôn rồi, chứ chút xíu nữa mình thay nhớt xe cho ảnh rồi xong rồi cho ảnh phượt về cho ngon lành. Anh em Ninh Thuận ghé chào nhau cái nha. Ninh Thuận ghé giao lưu cái, nói chung là anh em cứ thoải mái, anh em ở xa tới chơi vẫn được. Thì anh em ở xa tới mình vẫn có chỗ anh em chu đáo, chơi bời anh em thích lấy xe đi chơi cũng được ha. Thì nói chung là lên cho biết, lên cho vui, chứ bây giờ ở dưới đó là anh em mình làm việc chỉ nhắn tin rồi đâu có gặp nhau đâu, sao biết nhau đó. Nên anh em là lên gặp nhau, nói chung là có lo từ A tới Z. Đang đặt đồ ăn là sáng giờ anh em đi cái giấy đói bụng chưa ăn được, mà đồ ăn nãy giờ chưa giao tới luôn á. Giờ anh em mà mình ăn xong rồi mình thay nhấc xe xong rồi nghỉ ngơi xíu rồi dọc về Ninh Thuận luôn đúng không? Ninh Thuận ở khu vực nào nói cho anh em biết coi, chơi coi. Huyện Ninh Phước, Phước huyện, Sơn huyện Ninh Phước Sơn Minh Phước Ninh Phước hả? Anh chưa đi tới đó bao giờ, có dịp ra đó là ra ở ké lại nha, có dịp ra đó chơi nha. dạ rồi Ở đây có thích mấy con nào không? Mấy xe phía sau có thích con nào không? Anh thay đổi lại ra nha. Thay đổi lại ra cho anh em như này nè. Nãy giờ mấy anh em ngồi thay nhớt đồ này nọ, tán gẫu rồi xong rồi á, chuẩn bị cho anh em nó chuyến đi đầu tiên, chuyến đi phượt đầu tiên với lại xe luôn. 300 cây mới đi luôn mà chơi 300 cây. Mấy anh em ngồi chơi cà phê rồi. Dàn xe chân để anh em ngồi cà phê chơi. Anh em mới ngồi cà phê. Đây là ngày nào mấy anh em cũng tán gẫu ha. Rồi test mọi chức năng ok hết rồi nha. Giờ chỉ là giọt thôi. Giọt. Giao giấy 650. Giấy 650 cho một anh trai Sài Gòn. Rất là đẹp. Giấy 650 màu này rất là hiếm anh em. Anh chạy đã không? Chạy bốc đã lắm. Mạnh, 650 mạnh ghê luôn. Ai phải từng chạy nó mới biết. Ráng mà tìm nó. 650. Giao luôn MR15 về Ninh Thuận. Em trai này mua R15 là từ dưới Ninh Thuận lên luôn. Đang bảo trì CBR. Đâu rồi em trai Ninh Thuận rồi, anh em Ninh Thuận điểm danh rồi. Anh em Ninh Thuận điểm danh nha. Từ dưới Ninh Thuận lên đây chơi từ qua giờ, lát nữa mới về. Giờ uống cà phê tỉnh táo rồi về nha. Rồi anh em Ninh Thuận điểm danh luôn nha. Đây là có bạn đồng hành theo luôn ha. Này xe em mua lâu rồi, xe này ở Đồng Nai anh em. Đồng Nai chạy lên chơi rồi sẵn đi phượt chung lại xe này về luôn. Xe này về tới này về tới đâu đâu quên rồi, về đến Ninh Thuận. Rồi. Từ từ chờ bạn nữa, bạn để chuẩn bị kìa. Tới Đồng Nai nghỉ một chuyến đúng không? Tới Đồng Nai mình nghỉ một chuyến, nghỉ một cái rồi xong rồi đi tiếp. Bịch đội nón nó khỏi bịch khẩu trang đi em. Nón full face là gì á? Đội full face rồi khỏi bịch khẩu trang. Này là từ dưới Đồng Nai lên, bảo trì bảo dưỡng thay motor. Nói chung là bảo dưỡng là anh chạy lên đây bảo dưỡng hết á. Xe mua lâu rồi nhìn như mới, chủ kỹ thôi, chủ quá kỹ luôn. Chủ kỹ gì xe chừng nào mới hư đâu. Xe nhanh nãy chạy nữa nè, thấy không? Rồi bye bye thượng lộ bình an nha, đi từ từ cẩn thận nha.
chuyến đi phượt đầu tiên, đúng không? Từ đây Ninh Thuận là 400 cây á, 400-500 cây luôn á, gì vậy? Xa lắm luôn á. Rồi, dắt con ẹt, ẹt màu xanh vô. Dắt ẹt màu xanh vô kìa, để giữa đường ha. Ẹt màu xanh lướt qua thật nhanh. Ẹt màu xanh trộm chó không cần dùng phanh. Dắt xét vô là nhớ hả? Nào xe nãy chạy nhớ không? Ừ.